Nếu các hữu tình thường phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, lắng nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa mà các hữu tình khác đều cũng ưa thích thì công đức đạt được trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian chẳng thể sánh kịp bấy giờ thế tôn biết tâm niệm của trời đế thích liền bảo này kiểu thi ca đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nghĩ khi ấy trời đế thích lòng rất vui mừng liền lấy hoa hương vi diệu cõi trời giải cúng như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đại bồ tát giải hoa xong rồi phát lời nguyện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột thì con sẽ đem thiện căn công đức của con có được khiến cho sở cầu phật pháp vô thượng của vị ấy mau được viên mãn khiến cho sở cầu trí nhất thiết trí của vị ấy mau được viên mãn khiến cho sở cầu nhân pháp tự nhiên của vị ấy mau được viên mãn khiến cho sở cầu pháp chân vô lậu của vị ấy mau được viên mãn khiến cho tất cả pháp mà vị ấy muốn nghe mau được viên mãn nếu vị ấy cầu thanh văn độc giác thừa cũng khiến cho sở nguyện mau được đầy đủ Phát nguyện như thế rồi, liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát Thừa đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, con không bao giờ phát sanh một ý niệm nào khác, khiến vị ấy thối chuyển tâm đại bồ đề, con cũng chẳng sanh một ý niệm nào khác, khiến các chúng đại Bồ Tát chán nản ra lìa quả vị giác ngộ cao tột, đuôi trụ bậc thanh văn hoặc độc giác. Bạch Thế Tôn nếu các chúng đại Bồ Tát đối với quả vị giác ngộ cao tột tâm đã sanh ưa thích thì con nguyện cho tâm ấy càng thêm tăng tiến mau chứng quả vị giác ngộ cao tột nguyện cho chúng đại Bồ Tát ấy thấy đủ các nỗi khổ trong sanh tử rồi vì muốn lợi lạc cho trời người a tố lạc vân vân trong thế gian phát khởi các loại đại nguyện kiên cố ta đã vượt qua biển lớn sanh tử cũng sẽ tinh cần độ những chúng sanh chưa vượt ta đã tự giải thoát buộc ràng sanh tử cũng sẽ tinh cần giải thoát cho chúng sanh chưa giải thoát đối với các loại sợ hãi sanh tử ta đã tự an ổn cũng sẽ tinh cần làm cho chúng sanh chưa an ổn được an ổn ta đã tự chứng niết bàn rốt ráo cũng sẽ tinh cần làm cho chúng sanh chưa chứng đều được chứng Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với công đức của Bồ Tát sơ phát tâm khởi tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước? Đối với công đức của Bồ Tát đã phát tâm từ lâu khởi tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước? Đối với công đức của Bồ Tát ở bậc bất thối truyền khởi tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước? Đối với công đức của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ khởi tâm tùy hỷ thì được bao nhiêu phước?